Thương vụ Đoàn Văn Hậu sang câu lạc bộ SC Heerenveen tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt đến từ các chuyên gia của khu vực. Như đã biết, Đoàn Văn Hậu sẽ chính thức gia nhập câu lạc bộ SC Heerenveen, Hà Lan trước khi thị trường chuyển nhượng châu Âu kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 9. Giá trị chuyển nhượng của Văn Hậu vào khoảng 1,5 triệu euro, khoảng 38,3 tỷ đồng. Anh sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam có giá trị chuyển nhượng cao nhất mọi thời đại tính đến thời điểm này. Đây là cầu thủ thứ hai của Việt Nam sang châu Âu thi đấu sau Nguyễn Công Phượng người đang khoác áo sinh Chui tại giải bỉ. Dù vậy, việc gia nhập câu lạc bộ SC Hirenvin giúp đoàn văn hậu có cơ hội ra sân nhiều hơn. Trong hôm nay, đoàn văn hậu sẽ trải qua buổi kiểm tra y tế bắt buộc trước khi ký hợp đồng chính thức với câu lạc bộ SC Hirenvin. Nếu vượt qua cuộc kiểm tra này, hậu vệ của đội tuyển Việt Nam trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam thi đấu tại Hà Lan. Sau khi ký hợp đồng chính thức với SC Hirenvin, Đoàn Văn Hậu sẽ ngay lập tức bay sang Thái Lan hội quân cùng DT Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu gặp DT Thái Lan vào ngày mùng 5 tháng 9. Đánh giá về thương vụ này, các chuyên gia bóng đá khu vực như hai bình luận viên nổi tiếng Gabriel Tan và Rich Rosan của trang FOX Sports cho rằng, Văn Hậu sẽ có nhiều cơ hội thành công khi ra nước ngoài thi đấu, vì nhờ ngoài thể hình cao to, cao tới 1m85, có lối chơi hiện đại của một cầu thủ chạy biên tầm vóc thế giới, và tư duy chiến thuật thi đấu cũng theo phong cách hiện đại. Hơn nữa, Văn Hậu mới 20 tuổi cậu ấy còn tiến bộ hơn nữa. Mà điều này thì các câu lạc bộ hàng đầu luôn rất thích ở một cầu thủ giàu tiềm năng như vậy. Còn cây bút Paul Williams chuyên viết về bóng đá châu Á trên trang The Asian Game nhận định, thêm văn hậu ra nước ngoài thi đấu, và đến châu Âu ở giải VDQG như Hà Lan, đã chứng thực một điều nữa đó là bóng đá Việt Nam đã thực sự tiến một bước dài sau thành công trong hai năm qua ở các đấu trường châu Lục.